Hello teacher, hello everyone. My name is Thảo Ân. Today I do homework. Let's go. Speak, nói, listen, nghe, read, đọc, write, viết, practice, tập luyện, talk, nói, vocabulary, từ vựng, new words, từ vựng mới, email, thư điện tử, stories, những câu chuyện, foreign friends, người bạn nước ngoài, comic book, truyện tranh, and sing a song, hát một bài hát. Goodbye, thank you for listening.